Chị bé sơ nhé. Không là không được khai bút mẹ. Dạ, hào, dạ, bên tôi dù hào tôi hình linh. Nếu sử đòi lâu phần, nếu sử đòi spi lên, ok? Hiếp tắt. Hiếp, còn hình linh gan xôi. Uống uống sữa, thêm sữa nè, nước ấm vô, ăn trái cây rồi mẹ nấu súp cho con ăn là con máu sẽ cung cấp lại cho con nha. Hiếp tắt. Cơ thể sẽ cung cấp máu lại cho con, ok? Con hiếp tắt. Hiếp đó xem mẹ là mẹ đi nấu con về vậy. Tại con chảy máu. Ờ, con chảy máu. Đi à, đi học rồi tự nhiên chảy máu mũi nhiều quá nhiều, chảy tuôn tuôn luôn. Thì cô giáo điện đi kêu báo cho nhà hay rồi đi bác sĩ. Con có bị té đâu không, nói mẹ nghe đi. Có ghế gần hay fast? Này. Có tút về. Này, nó ăn bị. Cô trước đi về con đau chỗ nào? Mũi. Đau mũi hả? Du hast was geht, du hast mal Blut auf der Nase. Die Nacht zweimal Nasenblut auch gehabt. Ich habe ein bisschen ausgeschnaubt, die Nase geputzt und war die Nacht zweimal hoch auf Toilette. Ich habe noch mehr Blut bekommen, als ich also zweimal auch ganz stark gehabt, weil ich auch, ne? Die Nacht als ich in deiner Arbeit war, da habe ich auch Blut bekommen. Ja. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf Hauptstraße verlassen. Ja. Ja, mein Schatz. Cái hôm đi đi qua nhà trọ của ba nó thì nó cũng chảy máu nữa, lạnh quá. Ba nó bị chảy máu nhiều lắm, ba nó thường xuyên bị chảy máu mũi á. Bây giờ đi kiểm tra coi sao mà nhiều quá, sợ. Mama, mama, wir gut bekommen. In 3,5 km rechts abbiegen auf Lichtenberger Schule. Do hôm nay Lia bị đột xuất á, nên gọi điện cho bác sĩ Nhi á, thì bác sĩ nói chuyển qua đây nhưng mà không cần giấy chuyển viện và không có lịch hẹn nên cứ đợi. Khi nào bác sĩ có trống hẹn thì mình phải là người cuối cùng sau cùng á. Nên mấy mẹ con ngồi đợi. Chị thấy chị cũng tươi tỉnh lắm luôn á. Mà cô giáo nói chảy máu nhiều lắm, tại vì nó chảy hai lần luôn nên cô giáo sợ cháu mất máu nhiều á nên phải đi khám liền. Dạ. Giờ ba chị giống nhẹo lắm. Tiên Mô thì còn ở trong nhà trẻ. Einen kleinen Nasengucker und das kitzelt nur ein bisschen. Ist überhaupt nicht schlimm. Welche Seite hat denn geblutet? In welcher Seite war das? Du bist ja auch schon 5 Jahre, ne? So. Khám ở đây thì mình lấy, tại mình là bảo hiểm, gia đình mình bảo hiểm của tư nhân á, nên họ sẽ gửi hóa đơn về nhà, sau đó thì mình sẽ gửi với nhà bảo hiểm. Thì cũng không biết là tiền khám nhiêu nữa, khi nào gửi hóa đơn về mới biết. Còn hôm nay cái to thuốc á, thì bác sĩ chỉ cho mua một cái loại mà để thoa mũi thì có 4 đồng mấy à. 4 đồng mấy thì khoảng 100 mấy ngàn, khoảng 120 gì á. Bác sĩ nói Lia bị
không có sao. Nhưng mà có hẹn để kiểm tra test dị ứng rồi Lea, có bị giống nhau. Dann holen wir unseren Timo auch gleich. Dann fahren wir zur Apotheke. Hat Timo bestimmt schon gegessen. Dann holen wir Timo auch gleich ab, ne? Nein. Doch. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Wir sind noch gar nicht da. Das dauert ja noch. Aber wir holen Apotheke erst und dann. Nase frei, ja? Ja, und dann fahren wir so langsam hin zu Timo. Thuốc cho mũi cho Lea xong rồi. Sau đó thì dài khoảng 3 tuần sau thì đi đến test. Und dann. Ja, đi đón. Ja. Morgen ist frei, da können wir noch, könnt ihr ein bisschen Mittagsschlaf machen zu Hause. Und dann können wir nachher zum Kindertraining fahren, ne? Nó đi chơi về là phải đi kiểm tra Covid rồi mới được vô trường. Có kết quả mới vô trường. Vừa vô trường thì đi ra bác sĩ nữa. Giờ đi đón, đi lấy thuốc rồi đi đón Timu về luôn. Mai tụi nhỏ được nghỉ ở nhà rồi. Kita Waldameise anrufen. Tut mir leid, ich finde niemanden namens Kita Waldameise in deinen Kontakten. Wen soll ich anrufen? Waldameise? Ich rufe Kindergarten Waldameise mobil an. Guten Elga, hallo. Hallöchen. Wann hat der Timo fertig gegessen? Wann können wir den abholen? Ja, 11:30. 11:30 ungefähr. Ist er fertig mit Essen? Ja. Ne? Dann holen wir ihn ab. Ja, mit Lea, das ist nichts Schlimmes, ist passiert jetzt. Wir kriegen noch ein Nasenspray, so eine Spülung, so was bisschen. Die Schleimhäute heute noch ein bisschen. Ja. Okay. Wenn es also an den Schleimhäuten heute liegt, dann sind wir ja beruhigt, solange es nichts Ernstes ist. Nein, das ist nichts Ernstes. Und wir werden aber trotzdem, wir haben Termin dann zum Allergietest. Ja. Falls das, manchmal ist es auch eine Hausstauballergie oder sowas, dass da was ist, aber das lassen wir dann testen. Okay. Ende des Monats. Und aber so ist nichts weiter Gefährliches irgendwie, das passiert. Na, dann sind wir ja beruhigt. Na klar. Dann kann ich ja oben Bescheid sagen. Na klar, alles in Ordnung. Okay. Soweit, ne? Okay, vielen Dank für die Info, ne? Dann bis nachher, bis nach 11:30 dann. Bis nachher. Ja, kurz 11:30, ne? Ja, danke. Gut, tschüss. Tschüss. Bà nó mới báo với trường là cô giáo, cho cô giáo đừng lo, tại sáng chảy máu quá nhiều, nhà trường lo chảy tung phun luôn á. Thì để cho cô giáo thì đợi Timo ăn trưa xong rồi đón về luôn. Timo cũng sắp tới giờ ăn trưa xong rồi đó. Khoảng 15 phút nữa Timo ăn xong rồi. Bây giờ mình chạy về nhà lấy thuốc là xong đón Timo luôn. Đi nha. Con đói bụng không con? Dạ. Hay không con? Con với ba nha. Con với ba nha con. Dạ. Mama hôm nay Quyên nấu lagu mà nấu cho ba nó không hà, đâu có nghĩ là tụi nó về nhà đâu. Bú sữa mày về. Đúng rồi, nên Lea nó chú uống sữa đi để Lea ngủ ngon. Mẹ làm nóng sữa cho con uống nha. Đúng rồi. Xe auto nè. Được chạy 25 km/h. Schatzgefährte. Cái xe đó chạy được tốc độ đó mà chạy bị ngãn, tắc nghẽn giao thông luôn. Beste der Assas, da man nicht Scheibe, niemand probiert mit dem Nase, okay? Keine Salbe der Nase, nee, das nicht machen, nee. Không có thoa dầu, nóng gì lên mũi hết. Es gibt so viele Nasensalben und sowas alles, Apotheke und sonst wo. Keine, die bringen, sie tauchen, das darf man nicht nehmen für die Nase. Ja, aber du erwischst schon, du Kinder heben nicht, aber erwischst schon da, oder nicht? Nein, auch nicht. Keine Nasensalbe. Nasensalbe, das là dầu nóng cho dùng cho mũi thì không có nên sử dụng, không có nên sử dụng, có hỏi rồi. Không chỉ cho cái loại này thôi đó. Để hồi Quyên lấy ra, Quyên cho mọi người coi. Tại vì có thể là nó cái niêm mạc nó mỏng á, rồi nó bị chảy máu đi. Hồi hôm đi bên nhà trọ thì nó chảy máu ít à, nó lành lại cái nó khi nó khử nó lại chảy máu nữa. Bác sĩ dặn con Salia không có được xô đôi pushing nasal nhé. Thế em phiến nasal ok, con hiểu không? Có hiểu bác sĩ nói không? Nếu em phiến
am Nase. Dann kam Frosch. Dann nochmal an, Mensch. Con không có chưa, con mới bị trầy, bị vết thương thôi. Bisson Follet nhá. Mua kiwi màu đỏ cho Lian nha. Und Papa, gleich, Papa holt gleich Brötchen für Samstag und Sonntag, denn aber im Frost haben wir auch noch so viele, ne? Ja, ja, nó ghé trường nó ăn, bây giờ này giờ ăn trưa, ghé trường nó ăn xong rồi Win đi siêu thị, rồi mua đồ sẵn cho cuối tuần cho tụi nó. Nó đòi ăn kiwi ruột đỏ ngon lắm. Hier ist noch kurz Mittag, ne? Hồi đó Dung Hiu biết. Dann hole ich euch beide ab, ne? Có Mia und Timo. Có cái bạn kia mình chỉ mình ăn kiwi ruột đỏ đó, mình mua về thấy ngọt lắm. Em mua kiwi ruột đỏ cho ăn nha. Mini kiwi. À, đi ghép kiwi ghép màu vàng nó cũng ngon, mẹ mua kiwi vàng cho con nếu mà có nha, còn không có thì thôi nha con. Có mẹ mới mua được. Ở siêu thị này nó không có bán nhiều thứ nha con, nó chỉ bán một hai thứ thôi cho đó. Có cái gì mẹ mua cho con cái đó, có đồng ý không? Dạ đúng rồi, con muốn thì mẹ mua nhưng mà có mới mua được nha. Dì có ăn trưa cho ngoan đi rồi ba mẹ lại đón con. Con nhớ nói với cô giáo là con không có sao, con kể cho cô giáo với bạn bè nghe là con đi bác sĩ như thế nào nha. Không có sao hết á. Bác sĩ rất là dễ thương Lia nè, phải không con? Der ist ganz nett, ja? Ja, ne, siehst du ja, ne? Aber er sieht nicht aus wie ein Arzt. Er hat doch keine Arzthütze. Ja, der ist ganz locker und ganz leger, ne? Ah. Richtig, wie ein Kumpel ist er, ne? Quay cho cả nhà xem đường đến trường của Timo nha. Tại buổi sáng Win đi đón thì Win đi trước, Win đi đưa thì oder nó có. Lia so tapfer war für Lia noch ein Stückchen Erdbeerkuchen. Ja, lecker. Aber heute bloß, sonst jetzt nicht mehr. Wollen nur heute noch, ne? Ja. Und noch Candy-Törtchen. Nee, eins reicht, nicht so viel Kuchen. Cái đường này đi vào ở vô rừng nè. Hôm nào Win quay vô rừng cho cả nhà xem. Cái đường này hồi đó Win với Lia Timo đi đó. Für morgen reicht nicht, dann werden die Erdbeeren schlecht. Man muss am selben Tag immer aufessen, ne? Morgen hat Mami wieder was anderes Schönes für euch, ja? Mẹ, mẹ đi siêu thị em mua đồ, ngày mai cuối tuần mẹ nấu cho con ăn với em ăn nha. Ich gib sie schnell rein und die Jacke nehme ich ins Auto mit und die Jacke nehme ich nachher wieder mit rein. Ich warte hier, ja? Ja, ich warte mal hier. Mach vor, Baba. Ich mach mal vor, ja? Con đi với ba đi, mẹ đợi đây. Komm schnell. Ăn rồi xong rồi mẹ đón con với em nha. Nguyên thì tranh thủ đi vào siêu thị phía trước hồi nãy mình đi qua đó. Thì Nguyên mua kiwi, mua rau, mua cái này để làm kim chi. Mua trái cây, bánh mì và một số loại rau tươi để cho cuối tuần thôi. Đây là kiwi ruột vàng và ruột đỏ đó cả nhà. Cái loại đỏ này là lần đầu tiên Win mới ăn đó. Nó rất là ngọt. Nhưng mà sở thích của Win thì ruột vàng nó vẫn ngon hơn, thơm hơn. Tùy theo sở thích mỗi người thôi. Ruột đỏ thì nó hơi đắt. Ruột vàng hôm nay Win mua một trái là 34 cent. Thì tính ra là khoảng 8.000. Win xin phép ngừng video ở đây. Win cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video hôm nay. Nếu thích video của Uyên á, nhớ bấm cho Uyên một nút like và nút đăng ký để đón xem những video tiếp theo của gia đình Uyên nha. Con tên là gì? Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Ê! Đếm lại coi, đếm ngón tay lại coi. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi rồi, tháng 9. Con 4 tuổi. Ê!